Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khóa tu mùa hè ở chùa Ba Vàng đi ngược giáo lý đạo Phật. Ngày 21 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận khóa tu mùa hè học cái tốt hay tiêm nhiễm mê tín dị đoan. Theo đó, mạng xã hội nhiều ngày qua lan truyền các video clip được cho là ghi lại từ khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng thuộc huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong clip xuất hiện hình ảnh một cô gái bị vong nhập với chú thích do nghiệp từ kiếp trước. AFA cho biết, mặc dù trụ trì chùa Ba Vàng sau đó lên tiếng khẳng định clip trên không phải từ khóa tu mùa hè đợt 1 tại chùa, nhưng nhiều bình luận từ các phụ huynh thể hiện sự lo lắng cho con em họ khi tham gia khóa tu có thể bị tiêm nhiễm mê tín dị đoan. AFA dẫn ý kiến của một phụ huynh ở Việt Nam cho rằng một cơ sở tôn giáo, nơi mà mọi người tìm đến để nghe thuyết giảng về giáo lý của nhà Phật mà lại thu học phí và chỉ tuyên truyền nhảm nhí về những điều mê tín dị đoan. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Vị phụ huynh này lý giải, các em là những thiếu niên, đầu óc chưa phát triển toàn diện, nên những điều mê tín dị đoan dễ tiêm nhiễm vào đầu óc các em. Sau này lớn lên sẽ ảnh hưởng rất nguy hại khi ra làm việc, tham gia vào đời sống xã hội. Theo AFA, báo Lao Động hôm 20 tháng 6 có bài dẫn lời các phụ huynh gửi con đến học tại các khóa tu mùa hè ở các cơ sở tôn giáo. Tụ trung cho rằng họ muốn con đến khóa tu mùa hè để học cái hay, cái đẹp. Nhưng nếu bị tiêm nhiễm mê tín dị đoan thì phản tác dụng nguy hiểm. AFA dẫn lời giải thích của một thượng tọa trụ trì tại một ngôi chùa của Việt Nam rằng chuyện mấy anh em khóa học mùa hè đã có từ lâu, từ lúc chùa Hoằng Pháp có thầy chân tín cũng có rồi. Nhưng mục đích của họ bây giờ thì mình không rõ, mình cũng không dám nói đào tạo như thế nào, tốt thì xã hội tốt, xấu thì xã hội xấu. Vị thượng tọa nói rằng thầy không rõ sự thật như thế nào, nhưng chuyện thu phí là không nên, là lợi dụng khóa tu mùa hè để thu tiền. Nên để tín đồ đến chùa tùy tâm phát nguyện cúng dường, mượn phương tiện đó để trợ giúp cho vấn đề niệm Phật mang kết quả thành tựu thì được, chứ còn không có định giá và thu tiền, nó khó coi lắm. Thượng tọa cũng cho rằng việc chùa Ba Vàng bắt hồn, cầu bóng, cầu vong rồi đòi tiền như vậy là không được, là mê tín dị đoan. Đạo Phật không cho phép Tam Bảo làm điều đó. Hình ảnh khóa tu mùa hè được tổ chức hàng năm ở chùa Ba Vàng. AFA dẫn lời ông Nguyễn Thanh Phong, Tổng vụ Thanh sinh Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy cho biết, các khóa học do Giáo hội Phật giáo Hòa hảo tổ chức thì bị cấm đoán, còn những khóa tu do những người tư lợi chiếm đoạt tiền bạc, lợi dụng tư tưởng của những em nhỏ học sinh, sinh viên như vậy thì không đúng với đạo lý. Ông Phong cũng cho biết thêm những quy định của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo. Bên Phật giáo Hòa hảo, theo lời của thầy, tất cả là cấm mê tín dị đoan, điều đó là cấm tuyệt đối, dứt khoát, tai nghe mắt thấy mới làm được, chứ còn dạng mê tín, ông lên bà xuống, dẫn dắt thế này thế kia là không được. Con người ta có nhiều cách lợi dụng cũng chỉ vì tiền thôi. Còn vị trụ trì nêu trên thì cho biết, theo như tôi biết, một ông thầy nào của nhà nước mà muốn thuyết giảng hay thuyết trình một đề tài gì đó, đương nhiên phải soạn bài, rồi gửi sang Sở Văn hóa Thông tin duyệt. Rồi bước thứ ba mới là thuyết pháp, thuyết giảng cho tín đồ Phật tử nghe. Bên cạnh đó, khi thuyết giảng cũng được họ chú ý theo dõi. Nếu không thuyết giảng đúng theo cái đã đăng ký thì phải chịu trách nhiệm. Họ kiểm soát theo kiểu xin cho, thì làm chi được mà tự do giống ngày xưa, các vị tôn túc đi thuyết giảng vùng này vùng nọ. Bây giờ sống xã hội chủ nghĩa là phải vậy đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Khóa tu mùa hè ở chùa Ba Vàng đi ngược giáo lý đạo Phật. Kênh đạo Phù Nam và những hệ lụy khó lường. Ngày 21 tháng 6, AFA tiếng Việt cho biết hệ lụy khó lường của việc Campuchia làm kênh đạo Phù Nam bất chấp hiệp định Mekong 1995. Theo đó, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore tổ chức hội thảo kênh đạo Phù Nam xác định lại khả năng kết nối, định hình lại chính trị trong ngày 21 tháng 6. Theo nhiều chuyên gia quốc tế tại hội thảo, là quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, việc Campuchia bỏ qua quy trình tham vấn trước mà Hiệp định Mekong 1995 quy định sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho dòng sông này. AFA nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Hun Manet rằng sẽ động thổ kênh đào Phù Nam vào ngày 5 tháng 8. Chính phủ nước này cũng tuyên bố sẽ không thực hiện quy trình tham vấn trước đối với Ủy hội sông Mekong, MRC. Hình ảnh bài trên AFA.
IFA dẫn phát biểu tại hội thảo của tiến sĩ Brian Ayler, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Stimson Center, cho biết Campuchia vốn là quốc gia rất nhiệt huyết trong thúc đẩy Hiệp định Mekong 1995 và trong gần 30 năm qua, tích cực yêu cầu các bên liên quan tuân thủ hiệp định này. Tuy nhiên, với dự án kênh đào Phù Nam hiện nay, đất nước xứ Chùa Tháp lại cương quyết khước từ thực hiện quy trình tham vấn trước mà Hiệp định Mekong 1995 yêu cầu. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu cao cấp Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, khẳng định rằng nếu Campuchia tạo ra tiền lệ không tuân thủ Hiệp định Mekong 1995, rất rõ ràng đó sẽ là tiền lệ không tốt cho tương lai của dòng sông Mekong, làm suy yếu cơ hội hợp tác của các quốc gia trong khu vực. AFA đề cập đến thư thông báo gửi Ủy hội sông Mekong MRC vào tháng 8 năm 2023. Campuchia đã mô tả dự án kênh đào Phù Nam là dự án lấy nước từ sông Ba Giác, là một sông cung cấp nước cho dòng chính Mekong, chứ không phải lấy từ sông Mekong. AFA dẫn quan điểm của tiến sĩ Brian Ayler ở Stimson Center, cho rằng cách hiểu này của Campuchia là sai, bởi vì sông Ba Giác là một nhánh phân lưu, nghĩa là một dòng sông chảy ra từ sông chính Mekong, chứ không phải là cung cấp nước cho Mekong. Ông cũng khẳng định 100% nước của sông Ba Giác được lấy từ sông Mekong. Như vậy, theo AFA, bằng cách khẳng định sông Ba Giác cung cấp nước cho sông Mekong chứ không phải lấy nước từ Mekong, Campuchia từ chối thực hiện quy trình tham vấn trước của Hiệp định Mekong 1995. Về việc xử lý khi các bên liên quan không đạt được thống nhất về bản chất của sông Ba Giác, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng có thể đưa vấn đề này ra tòa trọng tài thường trực để nhờ tòa đưa ra phán quyết. Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tiến sĩ Brian Ayler khẳng định nếu thực hiện dự án kênh đào Phù Nam, Campuchia có nghĩa vụ thực hiện quy trình tham vấn trước bởi sông Ba Giác là một nhánh của dòng chính Mekong. Ông giải thích thêm, nếu chúng ta nhìn lại bản đồ kênh đào, chúng ta thấy nó nối liền với sông Mekong rất rõ ràng. Sông Ba Giác là một phần của dòng chính Mekong. Đây là một nhánh của dòng chính sông Mekong và nó phù hợp với hai phép phối kiểm. AFA cũng nhắc lại việc lãnh đạo Campuchia nhiều lần khẳng định mục đích của dự án kênh đào Phù Nam là thoát khỏi sự phụ thuộc vào sông Tiền của Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê, phần lớn hàng xuất khẩu của Campuchia đi về phía Biển Đông để vận chuyển đến Đông Bắc Á và Bắc Mỹ, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc. Ngoài ra, vẫn theo AFA, năm 2022, Việt Nam đứng thứ 7 trong số các nước nhập khẩu từ Campuchia. Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Mỹ. Điều đó có nghĩa là tàu vận tải chở hàng hóa từ Phnom Penh chủ yếu đi đến Bắc Mỹ, Bắc Á và Việt Nam. Do đó, AFA phân tích, con đường đi qua sông Tiền là ngắn nhất, còn đi qua kênh đào Phù Nam thì sẽ vào vịnh Thái Lan, sau đó vòng qua mũi Cà Mau, đi lên Biển Đông. Quãng đường đi qua kênh đào Phù Nam do đó có thể dài gấp 3 lần quãng đường đi qua sông Tiền. Tuy nhiên, học giả Campuchia vẫn khẳng định con đường dài gấp 3 này lại có chi phí thấp hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Kênh đào Phù Nam và những hệ lụy khó lường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề.